quá ngon tổ chức tiệc buffet tại công ty như thế nào? Vừa qua, quá ngon rất vui khi góp phần tổ chức thành công một bữa tiệc buffet đầy sắc màu và hương vị tuyệt hảo tại văn phòng công ty. Đây là cơ hội để mọi người kết nối, thưởng thức và tận hưởng một không gian ẩm thực hoàn toàn mới lạ và thú vị. Khác với tiệc truyền thống, tiệc buffet tạo nên sự kết nối và bầu không khí sôi nổi khi mọi người thoải mái tự do đi lại, thưởng thức vô vàn món ngon hấp dẫn. Quá ngon sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm buffet độc đáo, thổi làn gió mới vào các sự kiện công ty và tạo nên những kỷ niệm khó quên. Đến với quá ngon, bạn sẽ được tận hưởng set up từ A đến Z theo đúng ý bạn. Quá ngon sẽ cung cấp đầy đủ bàn ghế, chén dĩa, ly tách, thực đơn đa dạng, lôi cuốn, nhiều lựa chọn hấp dẫn từ món khai vị đến món chính và tráng miệng. Nguyên liệu tươi ngon, chọn lọc kỹ càng để đảm bảo chất lượng và hương vị tuyệt hảo. Đầu bếp tài ba, kinh nghiệm dày dặn, biến những nguyên liệu tươi ngon thành các món ăn tuyệt vời. Phục vụ ân cần, nhiệt tình, đội ngũ nhân viên luôn sẵn sàng hỗ trợ, mang đến dịch vụ chu đáo nhất. Hãy để quá ngon góp phần làm cho sự kiện của bạn thêm phần đặc sắc và đầy ấn tượng nha.